Xin chào các bạn, mình là Bé Lên. Mình đã là thành viên chính thức của Evolve. Tên thật của mình thì là Võ Huỳnh Quang Huy. Còn tên trong game của mình là Bé Lên. Mình cũng như bao người khác thôi, thì lúc đó còn ở quê thì cứ vừa đi học vừa đi rảnh đi chơi game, chơi thấy mình lên được top thách đấu, lên được top 3, top 4 cái kiểu. Mình thấy mình cũng có ước mơ chuyên nghiệp. Cơ hội của mình là lúc năm 18 tuổi, mình thi đậu đại học, mình được vào Sài Gòn để học đại học Hồng Bàng. Rồi từ đó mình cũng đăng ký tìm, cũng chưa đi chuyên nghiệp đâu, tìm B thôi. Tiệm lúc đó tiệm AKS, tiệm có Su Hào, có Trung, có Minh Lộc. Vào tiệm đó rồi đánh từ B lên, đánh từ B lên A. Cứ từ đó thì theo con đường chuyên nghiệp từ từ lên. Và Devan đang thi đấu khá ở trong tình huống này, nhưng vô cảm nó còn hay hơn. Và đó là những pha tốc biến rất chóng mặt, và người chiến thắng đó là Petland. Thì mình quản lý team Tắc bọn Game In. Và đầu tiên mình gặp Petland khi là mình đi kiếm người đường giữa thay thế cho vị trí VOTM, sau đó chuyển sang bên Boba Marine. Thì lần đầu tiên gặp Petland á, thì mình cảm giác Petland là người ít nói chuyện lắm, hỏi gì nói đó. Và lúc đó còn rất là dạng như là ít khi mà nói chuyện hay chia sẻ bất kỳ thứ gì cho với người lạ. Nhưng mà khi mà vào trong thi đấu á, thì rất chịu giao tiếp với đồng đội. Thì đây là một cái điều đặc biệt khi gặp Petland. Sắp tới là ngày mai sẽ đi học bên Ghana, có ai muốn hỏi về gì? Mình được mời từ Evolve, mình thấy được rất là vinh dự. Cái thứ nhất, cái thứ hai là được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Theo mình thấy thì Evolve, cơ sở vật chất, điều kiện, rồi sự hỗ trợ các tuyển thủ ăn uống các kiểu thì tốt hơn những team trước đây mình đã tham gia. Đặc biệt là những người đồng đội mới cũng tốt hơn. Kiểu như là tuyệt vời nhất rồi, mạnh nhất rồi, không được kiếm được những ai mà hay bằng họ. Mày nói mà để đẩy lên mà tự quay vô mấy cái chết mấy con. Ao lớn thì mày tha, lớn tấn công. Cái này thì đừng kêu cho em mà. Nó là kiếm thôi. Sao mày còn anh thấy là lobby người thế này phải thôi. Mình thấy Petland hòa nhập với cả những thành viên khác rất là nhanh, cả trong những lúc mà tập luyện lẫn những lúc mà sinh hoạt bình thường ở ngoài game. Nói chung bạn ấy là một người rất là dễ gần. Tại do cắn kìa. Tự nhiên đổ với nó bị eo lính quá trời luôn, tự nhiên xanh luôn. Khúc sau là nó đúp xăng đây là đúp xăng xăng bên ra đây mà là em quy lên đây em nghĩ là đứng ở giữa mất cái sai tầm trụ rồi sau đủ cái nào đó mẹ nằm tuốt cái đây mà trụ vẫn bắn mẹ nói gì vậy. Từ cái ngày đầu tiên cho đến bây giờ thì cái việc tập luyện của mình khá là ổn. Còn trong trên thì có lẽ là những người đồng đội mới cũng như là chưa có khớp được, chưa có mượt mà được nên cũng có đôi số lỗi. Nhưng mà điều đó thì điều hiển nhiên thôi, ai cũng có cái chứng kiến riêng của họ hết. Đây là đẩy luôn được. Mình cũng tôn trọng điều đó, cứ từ từ mình hiểu nhau hơn. Cái gì cũng cần thời gian cả, cho nên mình nghĩ cái điều này có thể dễ dàng khắc phục được trong thời gian sắp tới. You guys always hear me talk about the strong side of the map and the weak side of the map. Thường thì nghe nó nói về bản đồ mạnh với lại bản mạnh yếu. Việc huấn luyện viên là người nước ngoài thì tôi cũng không có cản trở gì hết, bởi vì mình nói được tiếng nước ngoài, mình hiểu được tốt. Với lại trước mình cũng có du đấu ở nước ngoài nhiều lần rồi, cho nên việc này cũng bình thường thôi. Nói về kiến thức hay kỹ thuật gì huấn luyện viên nước ngoài thì mình nghĩ cũng khá là hay. Những cái này đúc kết từ những cái kinh nghiệm, những cái team lớn, những cái quá trình thi đấu, quá trình dẫn dắt. Mình rất là trân trọng, mình nghĩ cái đó rất là hay. Nhưng mà nó kiểu như là nó hơi khó để có thể áp dụng một cách mượt mà được. Tất
Thailand có lối chơi khá là an toàn và chắc chắn ở đường giữa. Và anh ta chơi những vị tướng đấu sĩ khá là tốt, càn lướt rất là tốt, thì mình nghĩ là sẽ đem lại một luồng gió mới cho Evos. Chơi là em lời là em chơi tốt là xong rồi, là em lùi lại phát là bắt đầu em đẩy hết quay lại luôn xong đến ra đúng không? Với đội hình hiện tại của Evos thì mình nghĩ là sẽ tạo ra sự đột biến ở một giải mới. Kiểu như mình đam mê mà mình cũng rất muốn theo đuổi đam mê tới cùng, với mình chưa đạt được cái gì mà gọi là cột mốc trong cái sự nghiệp của mình cả, cho nên là mình muốn theo dõi kinh nghiệm tiếp. Đối với những bạn như Kit hay là Clear chuyển hướng sang stream, nghĩ đó là thế là đúng, bởi vì cái trình độ với cái khả năng nó không còn đi lên nữa, nó không còn đủ sức cạnh tranh với cái lớp trẻ bây giờ nữa. Với lại cái hướng stream nó cũng dễ dàng hơn, thoải mái hơn, cho nên là mình nghĩ họ làm bài đó đúng.